Tiến sĩ bác sĩ Dương Đức Hùng, giám đốc bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức thành phố Hà Nội cho biết, bệnh viện vừa cứu sống một người đàn ông nhờ ghép đồng thời tim và gan từ người cho chết não. Sự thành công của ca ghép đồng thời tim gan cho cùng một bệnh nhân đầu tiên khẳng định cho sự tiến bộ vượt trội của ngành y tế nước nhà. Người đàn ông 42 tuổi được đưa vào bệnh viện Việt Đức cuối tháng 9 trong tình trạng suy tim, không đáp ứng phương pháp điều trị thông thường, đặc biệt suy gan phát triển cấp tính, thận theo đó cũng bị ảnh hưởng. Các xét nghiệm cho thấy bệnh nhân có tình trạng đông máu rối loạn nghiêm trọng, sự sống được tính theo ngày, duy trì bằng máy tim phổi nhân tạo ECMO. Cách duy nhất có thể cứu sống người bệnh là thay thế đồng thời tim và gan. Cùng thời điểm này, Bệnh viện Việt Đức nhận được thông tin từ Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An có bệnh nhân chấn thương sọ não nặng, khó qua khỏi. Gia đình bệnh nhân nguyện vọng hiến tạng của người thân để cứu người. Và ngay sau đó, khi lấy thành công các tạng, các bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành phẫu thuật ghép tạng cho bệnh nhân. Sau hơn một tuần ghép tạng, bệnh nhân có thể nói chuyện, tiếp xúc, chức năng tim tốt lên hàng ngày, chức năng gan hồi phục gần trở về bình thường.